Thì tôi đã nói từ 2016 rồi. Ông trời, ông Phật không để cho những người ích kỷ, không để cho những người không làm có ích gì, không làm lợi gì cho xã hội cứ tồn tại đấy. Mà nếu có cho tồn tại thì không khác gì một cuộc sống thực vật hoặc một cuộc sống đầy những khó khăn. Cho nên tôi lại trở lại ý nghĩa cuộc sống với các bạn, là các bạn phải định nghĩa được mục tiêu là sự hoàn thiện, là đỉnh cao mình mong muốn. Tiền bạc, danh vọng, chức vị, sức khỏe, tình yêu, gia đình. Sau đó bạn phải tìm ra được phương pháp để đến cái hoàn thiện đó. Và hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống của bạn chính là trong quá trình đến hành hoàn thiện đó, bạn vừa làm việc, vừa cống hiến, vừa trải nghiệm và thậm chí vừa nhận những cái hậu quả do mình mong muốn đạt đến cái trải nghiệm, cái hoàn thiện này. Ở đây tôi phải nói rằng là ai cũng tham, ai cũng sân, ai cũng si. Tham sân si các bạn biết rồi. Cho nên mình tự làm khổ mình, và mình cũng muốn, mà mình cũng là làm sướng cho mình. Bạn truy cầu nhiều quá, nhu cầu nhiều quá thì bạn khổ. Bạn cầm nắm nhiều quá, bạn không chịu buông xuống thì bạn mệt. Bạn tham ái sắc nhiều quá thì bạn đi vào bệnh viện, thậm chí là bạn sẽ phải rút ngắn cuộc đời lại. Vì thế mình hiểu được ý nghĩa này, để mỗi con người chúng ta đây tư duy nó là vừa đủ. Danh vọng nhất thời, tiền bạc phù du. Vậy cái lắng đọng cho chúng ta nó là cái gì? Với tôi là mình được trải nghiệm, mình được đi qua những cái thăng, những cái trầm. Cái thăng thì mình cũng không quá vui, cái trầm thì mình cũng không quá bi ai. Và mục tiêu của mình đặt ra rất rõ. Tôi muốn làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc. Từ hạnh phúc ở đây cho nó có bao gồm sự no đủ, nó có bao gồm những cái tiếng cười, nó bao gồm sự hoan hỉ, nó bao gồm những cái tình cảm yêu thương nhận lẫn nhau, chan hòa. Đấy là hạnh phúc. Còn mục đích cuộc đời của tôi cũng xác định rất rõ. Tôi muốn làm tỷ phú. Nhưng tôi không đặt đến mức cuối cùng là tôi phải trở thành tỷ phú thì tôi mới thế này. Mà trong quá trình đi lên làm tỷ phú thì mình hưởng và mình chịu những cái đau khổ hoặc là những cái thành đạt của mình trong quá trình này. Và ý nghĩa cuộc sống nó nằm trong cái từ này,